Bạn bây giờ để mình kéo nó ra bớt một phần đi, y còn một con nữa kìa các bạn. Ừ, mình tính kéo ra nó còn một con, mình thấy cái giò đó kìa. Nó ra rồi kìa, nó ra rồi kìa. Buổi sáng hôm nay thì mình có con nái chuẩn bị đẻ nè các bạn. Bây giờ nó bể nước ối rồi nè. Bây giờ là 6 giờ sáng nó bể nước ối nè các bạn. Nó ra phân su luôn nè. Nó cắn ổ hồi đêm hôm tới giờ nó làm ầm 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 các bạn. Mình đi ra đi vô mà nó chưa có chịu đẻ, nó đứng lên nó nằm xuống nó làm ầm ầm hoài vậy đó. Rồi sáng nay á thì mình ra mình cho ăn á thì nó bể nước ối rồi nha. Rồi đợi một tí nữa nó đẻ thì mình quay cho các bạn xem tiếp nha. Đó, rồi cái con bên đây nè các bạn. Đó, cái con bên đây đẻ ngày 4 tháng 7 nè các bạn, bụng nè. Đó, sáng chưa ăn luôn mà bụng đó. Còn đây là bầy heo con mà để giao cho anh Bằng nè, mùng 7 là giao cho anh Bằng, bữa nay là mùng 5. 2 ngày nữa là giao cho anh Bằng trước cái bầy này nha. Của anh Bằng còn mấy bầy đằng này nữa nè các bạn. Đó, cái bầy này là anh Bằng mùng 7 bắt xong, rồi tới bữa 17 là 10 ngày sau nữa là anh Bằng bắt bầy này luôn nha. Rồi một tí nữa con nái đó kia nó đẻ thì mình quay cho các bạn xem tiếp nha. Bây giờ mình đi cho heo nái của mình ăn trước đi, rồi mình tính nó sau. Heo của mình nằm xuống chuẩn bị gặn ra con thứ nhất đây nè các bạn. Đây, ra chân trước nha các bạn, ra đuôi trước nha. Rồi để mình tiếp con heo này ra nha. Con heo cũng khá là to luôn các bạn. Rồi đây là con thứ nhất nha các bạn ơi. Con này cũng to luôn đó. Cắn ổ hồi đêm hôm tới giờ mới đẻ mà. Rồi tiếp tục mình buộc rốn con này đi, rồi mình vô bỏ cho nó vô sọt, mình giữ ấm cho nó nha. Heo mình tiếp tục ra con thứ hai nè các bạn. Dây rúng còn trong mẹ nó luôn nè các bạn. Để bây giờ mình bứt dây rúng nó ra nha. Rồi để mình lau chùi, mình buộc rúng cho nó. Đó, con mẹ nó nè. Heo này đẻ ra heo con rất là to luôn đó các bạn. Rồi mình lưu ý với các bạn là khi mà chích oxytocin nha. Thường thường thú y hướng dẫn các bạn á, đẻ ra một con là các bạn chích oxytocin. Nhưng mà mình ở đây mình hướng dẫn các bạn á, theo các bạn ví dụ các bạn đón 10 con thì khoảng chừng 7 con, 8 con thì các bạn hạ chích nha. Tại vì nhiều khi con thứ nhất hồi nãy ra lọt, con này ra lọt, nhiều khi con sau nó bự hơn, nó không ra thì các bạn chích oxytocin rồi nó đẩy ra không nổi. Rồi những con ở trên này nè, nó đưa xuống là nó đứt dây rúng là nó ngọt nha các bạn. Các bạn lưu ý vấn đề chích oxytocin nha. Oxytocin á là thuốc để hỗ trợ sau này khi mà con nái á là nó mất sức quá, nó gặn không nổi nữa thì mình hỗ trợ cho nó, chứ không phải là hỗ trợ mà để cho đẻ nhanh mà nó khỏe các bạn. Oxytocin á là chỉ hỗ trợ cho con nái khi mà nó mất sức, nó không còn khả năng mà nó gặn để đẩy heo con ra nữa thì mình chích vô để cho kích thích cái tử cung nó co bóp để nó đẩy heo con ra tiếp. Chứ không phải là mình lạm dụng nó khi mà đẻ ra một con thì mình chích. Nhiều khi á các bạn biết xử lý á thì không có vấn đề gì, mà các bạn mới vào nghề các bạn không có biết đường xử lý á, gặp trường hợp như vậy á thì các bạn quýnh lắm, các bạn cuốn lắm, các bạn không biết đường xử lý đâu, có thể là heo của các bạn ngợp. Nên các bạn lưu ý về vấn đề này nha. Ở đây thì mình để con thứ hai vô nha các bạn. Con thứ hai nó bự hơn con thứ nhất nha các bạn. Đó, heo mình hiện tại là đẻ được hai con rồi. Thì các bạn đón xem là con heo của mình nó đẻ được bao nhiêu con nha các bạn. Cái con này đẻ chỉ tương đối thôi, chứ không gọi là nhiều lắm đâu các bạn. Đây là các bạn, heo của mình ra con thứ ba với con thứ tư rồi nè các bạn. Mình móc mình can thiệp nó đó. Để mình can thiệp một lần nữa coi còn con nào ở chổng nữa hay không nha. Con này thì tương đối là xương chậu nó to, nó không hẹp đâu các bạn. Con này dễ sanh lắm. Mình đưa tay vô thì kiểm tra là còn một con nữa các bạn, nhưng mà nó mới chỉ lú cái giò ra thôi, nó còn sâu tuốt bên trong á, thì mình sẽ đợi nó tự gặn ra nha các bạn. Ở đây á, đây là con thứ ba nè. Lý do mà mình móc hai con này á là do con thứ ba á các bạn, là nó ra là giống như mình ngồi chùm hổm vậy đó, là cái nó co cái giò lại như vậy á, là bự quá nó kẹt. Đó, đây con mẹ nó tới đây là nó kẹt lại nè các bạn, tới đây nè. Rồi mình móc cái con thứ ba, rồi sẵn mình thọt vô mình con thứ tư, sẽ thấy mình con thứ tư á thì mình móc con thứ tư ra luôn nha. Cái bầy này á là nó đẻ là tương đối là heo to đó các bạn. Hiện tại là 4 con nè. Rồi còn một con là nó đang chuẩn bị ra các bạn. Để mình buộc đúng hai con này, mình chùi hai con này đi. Rồi một tí nữa mình quay tiếp cho các bạn xem nha.
Đây heo mình 4 con nè các bạn. Con rất là to luôn các bạn ơi. Con này không biết là nó sanh được bao nhiêu con nữa. Mình dự kiến là khoảng 9 đến 10 con mà không biết có được hay không. Con nó quá to luôn, hiện tại là 4 con rồi. Rồi còn một con trong đây nữa là 5 con. Mà cái bụng nó như thế này nè. Thì các bạn đoán xem là con này được bao nhiêu con nha. Còn cái con bên đây á, là cái bụng nó to hơn các bạn. Bên đây là hai máu giống nha. Còn con heo đó là heo ba máu. Con này là con hai máu nha. Hai máu CB. Con thứ sáu ra nè các bạn. Để bây giờ mình lau chùi cho nó nha. Để nhớt trong mồm nó nhiều quá các bạn ơi. Con thứ sáu rồi nha. Đây để mình để cái con thứ sáu vô nè các bạn. Nó các bạn thắc mắc ở trong đây 5 con. Rồi ở đây ngoài này một con ngọt nè các bạn. Cái con thứ năm mà nãy lúc nãy mà mình đưa tay vô mình chỉ đụng một cái chân của nó chút xíu đó. Là mình đi vô nhà mình lấy đồ, đi ra là nhớt nó đẻ ra rồi, nhớt nhớt trong mồm trong miệng nó nhiều quá các bạn, nó thở không được á. Mình ra là mình thấy nó giật giật nó ngọt rồi. Là nó bị hao con thứ năm nha. Đó, là tổng heo của mình đã giờ đẻ được 6 con rồi. Một tí nữa nó đẻ thì mình quay cho các bạn xem thêm nha. Đó, các bạn đón coi là con heo này nó còn được bao nhiêu con nha các bạn. Đây con thứ bảy chuẩn bị ra nè các bạn. Đó mình quay quá trình con thứ bảy chui ra cho các bạn xem nha. Đó để mình kéo nó ra tiếp nha các bạn. Con thứ bảy này quá to luôn các bạn. Mình cầm lên là nặng chịch luôn á. Rồi bây giờ để mình buộc rúng mình chùi miệng cho nó nha. Đó, đây là con thứ bảy nè, mình để con thứ bảy vô chung sọt giữ ấm cho nó. Rồi một tí nữa mình cho nó bú sau nha các bạn. Còn cái bầy bên đây nè, quá trời quậy à. Mới cho nó ăn xong đó các bạn. Nó đòi ăn, nó la quá trời la. Rồi bầy bên đây thì mình tập cho nó uống sữa cộng amốc thì cộng cám tập ăn nè các bạn. Hồi sáng thì mình để 3 nắm cám tập ăn, một bịch sữa, một muỗng amốc. Bây giờ nó ăn được khoảng chừng 50% rồi các bạn. Đây con heo mẹ đó nè, con heo mẹ nó chuẩn bị gặn nó hay gì nè, mà thấy nước ối nó trào ra nữa nè các bạn. Các bạn nhớ đón xem vài ngày nữa con heo này nó sinh sản nha các bạn. Đây nó là CB hai máu, nó là ngày 4 tháng 7 thì nó sẽ đẻ nha. Cái hoa của nó bắt đầu nó nở rồi nè các bạn, nó nở to lên, bắt đầu nó sẽ dọp lại rồi bắt đầu mới tới ngày nó sinh sản nha. Đây con thứ 8 vừa mới ra luôn nè các bạn. Dây rúng vẫn còn luôn nè. Đó. Dây rúng vẫn còn theo mẹ luôn nha. Để mình chùi cái miệng nó trước đi. Khi mà các bạn heo mới mà đỡ đẻ heo á mà khi mà có dây rúng nó dính theo mẹ với các bạn cứ bứt mạnh dạn các bạn bứt đi. Các bạn cứ kéo gì nè, các bạn cứ bứt bình thường thôi. Đó, các bạn cứ kéo từ từ ra là tự động dây rúng nó bứt nó đứt ra thôi các bạn. Các bạn cứ yên tâm về vấn đề đó nha. Rồi mình sẽ buộc rúng, mình lau chùi con này mình để vô giữ ấm nha. Hiện tại là heo mình được 8 con nha các bạn. Rồi bây giờ mình để con thứ 8 vô nha. Hiện tại là trong sọt này 7 con với một con ngọt là 8 con nha các bạn. Heo mình rất là to luôn nha. Đó. Cái con nái này là xương chậu nó nở to. Nó hút một ngày các bạn. Thường thường heo nái mà nó đẻ trễ ngày á là thường thường là xương chậu nó sẽ nở to hơn heo đúng ngày với sanh trước ngày. Còn mà nái gạ thì mình khỏi nói rồi. Nái gạ thì lúc nào thì cái xương chậu nó cũng to hơn con nái tơ bình thường rồi các bạn. Rồi để một tí nữa thì mình quay cho các bạn xem thêm nha. Rồi con thứ 9 chuẩn bị ra nè các bạn. Đó. Để mình tiếp nó nha. Đó, con thứ 9 mình mới hỗ trợ mình bứt dây rúng ra cho nó đó các bạn. Cái bụng này không biết còn con nào không. Mình thấy cái chỗ này nè các bạn, nó còn nhô nè. Nhưng mà mình không biết chắc là còn con nào hay không nha. Mình hôm qua mình nói với vợ mình á là mình đoán là từ 9 đến 12 con. Thì hôm nay là nó được 9 con rồi nè. Thì để một tí nữa xem là nó còn con nào nữa hay không nha các bạn. Rồi mình dự đoán với vợ mình bên đây nè, con này thì dao động từ 12 đến 15 con. Thì các bạn đợi đến ngày 4 tháng 7 thì các bạn dự đoán với mình thử nha.
Con thứ 9 mình đã để vô rồi các bạn. Mình đợi khoảng 5 phút nữa cho con thứ 9 này nó mạnh khỏe, nó cứng cáp tí xíu á, là mình thả 9 con này ra cho nó bú trước nha. Còn mà trường hợp mà những con nào sinh ra sau á thì mình sẽ cho nó bú sau. Con mẹ này mà theo mình đánh giá các bạn là nó không được bao nhiêu sữa cho các bạn. Chưa thấy bầu sữa gì hết trơn á. Hôm qua giờ mình nặng sữa là heo, con heo mẹ này rất là ít sữa luôn nha. Nên cái bầy này có khả năng nó ít sữa là mình có thể là mình tập cho uống sữa ngoài. Thường thường mình tập cho uống sữa ngoài sữa cộng amox và cộng cám tập ăn á, là mình thường thường áp dụng cho những bầy mà tầm 12 con đổ lên. Còn mà những bầy mà 8 đến 10 con, 11 con á, là mình cho nó bú sữa mẹ nó. Còn mà các bạn nào mà muốn cho heo, các bạn muốn biết ăn nhanh á, biết ăn mà cám cộng amox cộng sữa trong vòng 7 ngày mà heo các bạn ăn đều hết á, thì các bạn áp dụng theo cái phương pháp của mình. Rồi lên 12 đến 14 ngày thì heo các bạn đã ăn cám gành hết rồi. Thì mình chúc các bạn áp dụng cái phương pháp của mình được thành công nha. Rồi con thứ 10 ra các bạn ơi. Đó, từ từ ra nha. Rồi mình xử lý con này, mình thấy nhớt quá trời các bạn ơi. Đó, quá trời luôn rồi. Con thứ 10 rồi nha. Con này nãy giờ mình đợi nửa tiếng rồi đó. Rồi mình xử lý con này thì mình quay tiếp cho các bạn xem nha. Đây, tiếp tục con thứ 10 mình để vô chung luôn nha. Đó, 10 con. Bầy này to lắm các bạn, con nào cũng to hết trơn á. Hổng gài hình như là mình hợp với số 10 hay sao các bạn. Là mấy bầy kia 11, 12 mà nó bị đè, nó cũng bị vấn đề trục chặt này kia. Cái tính thời điểm con này đẻ hiện tại tới bây giờ á là 5 bầy liên tục luôn các bạn, là số 10 nha. Bầy bên đây thì cũng 10 luôn nè các bạn. Tròn số 10 hết á. Rồi mấy bầy đằng này cũng vậy luôn. Bầy bên kia 14 mà nó trong quá trình nó khô thai rồi nó ngọt rồi nó đè, nó cũng còn 10. Rồi trong đây là hai bầy cũng 10 luôn, là 5 bầy liên tục là 10 hết các bạn. Mình mong con này coi nó có còn con nào nữa hay không cho nó khác một xíu nha. Con nái của mình nãy giờ đẻ thì mình thấy nó gặn mệt rồi các bạn, nó gặn yếu rồi. Bây giờ thì mình sẽ chích oxytocin để mình tiếp sức nó nha các bạn. Mỗi lần chích là mình chỉ chích 3C thôi các bạn. Đây, đó, cái 3C là mình canh sẵn rồi nè nha. Mình tiêm cho nó 3C thôi. Mình chích vô thì khoảng chừng 3 đến 5 phút á, thì oxytocin nó sẽ tác dụng. Ở đây đó, mình không có chích ngay trang chỗ qua nó, mình sẽ chích bắp cổ nó. Các bạn muốn chích ở đâu cũng được nha. Rồi mỗi lần chích là các bạn chích 3C. Để mình hỗ trợ cho tử cung nó co bóp để nó đẩy heo ra nhanh hơn nha các bạn. Ví dụ như nó không còn heo thì nó sẽ đẩy nhau ra nhanh hơn. Để các bạn yên tâm là coi nó còn sót nhau, sót con hay không nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ thả heo con ra cho nó bú mẹ nó nha các bạn. Bây giờ mình sẽ thả 9 con này ra cho nó bú mẹ nó. Phải con kia không ngọt là được 10 con rồi. Rồi mình bắt từng con qua cho mẹ nó nha. Mình vừa bắt heo con qua chung với mẹ nó nè các bạn, để cho nó tìm vú nó tự bú nha. Đó. Heo này rất là to và đều luôn các bạn ơi. Thấy bầy nào mà xanh to nó dễ xanh như vậy á, rất là dễ nuôi luôn. Còn mà xanh mà lớn nhỏ lọt sọt á các bạn, là những con nhỏ là nó chậm lớn lắm. Tại vì nó không có theo kịp những con to. Rồi heo mình còn một con nữa các bạn, nó đang gặn ra nè. Mình tính đâu là nhau, mình quay cho các bạn xem bây giờ là con nó nha. Cái con này mà phải mình không có đây, mình không xử lý kịp là con này nó ngọt nữa các bạn. Bây giờ để mình cho nó qua bên đèn ống đi, rồi mình sẽ cho nó bú sau nha. Đó, mình để bên đây cho nó giữ ấm cho nó đi. Hiện tại ở đây vẫn 9 con các bạn, heo mình được là 11 con mà còn sống được 10 con nha. 4 con nè, 5, 6, 7, 8, nó rớt dưới kia 1 con rồi. Các bạn nhìn dưới đất rồi, nó rớt dưới 1 con rồi. Cái sàn đẻ này nó làm rất là dở ngay trong chỗ cái máng ăn đó các bạn. Cái máng của heo mẹ là có một khoảng hở rất là lớn luôn. Mỗi lần là heo đẻ là mình phải chiên một cái cây vô để cho heo con đừng lọt xuống. Rồi để mình đi buộc cái cây này lại, rồi một tí nữa mình quay cho các bạn xem tiếp. Ở đây thì nhau nó ra rồi các bạn, nó rúng và dây rúng và nhau nó ra nè. Ở đây thì rúng và nhau nó ra nè các bạn. Bây giờ để mình kéo nó ra bớt một phần đi. Ý, còn một con nữa kìa các bạn. Ô, mình tính kéo ra nó còn một con, mình thấy cái giò đó kìa. Nó ra rồi kìa, nó ra rồi kìa. Rồi đây là con thứ 12 nè các bạn.
Đó, con thứ 12 bây giờ mình để chung với con thứ 11 đi nha. Hai con này mà mình không có đây là chắc cú là hai con này nó ngợp rồi. Hên là có mình ở đây nó đỡ nha các bạn. Đó, mình để nó qua bên giữ ấm nha. Đó, mình để đây cho hai con nó giữ ấm đi, còn chín con bên đây thì cho nó bú sau nha. Để mình lấy nhau này mình bỏ đi để nó trơn trượt á, là heo con nó dễ bị bạc giò lắm. Heo của mình mới can thiệp mình móc ra một con đó nè các bạn. Là hiện tại là heo của mình 13 con mà sống 12 con nha. Nãy giờ á là mình thấy con mẹ nó gặn mà không ra, mà mình đợi rất lâu rồi mình nghĩ là nó hết rồi. Mà nãy giờ mình thấy là nó trào nước ối rồi nó trào phân su, rồi mình kiểm tra con mẹ đó là mắt con mẹ nó có hơi đỏ là nó muốn sốt. Rồi bắt đầu mình mới đưa tay vô mình kiểm tra. Kiểm tra là con này nó xuống tới xương chậu các bạn. Nó giống như cái con thứ ba hồi nãy á, là giống như là mình ngồi chồm hổm mà cái giò nó co lại vậy đó, nên nó không ra được cái chân chỗ xương chậu nha. Tuy rằng xương chậu rất là to luôn, nhưng mà cái giò nó co lại, nó co dúng hai cái giò nó lại là nó tăng kích thước, nó to quá. Rồi hiện tại là heo mình là được 12 con sống và một con ngợp nha. Rồi để mình can thiệp coi còn con nào nữa hay không nha các bạn. Mình thấy mình nghĩ là chắc hết rồi, mình kéo con này bắt đầu nhau trong nó tuôn ra rồi. Mình vừa kiểm tra xong á là không còn nữa các bạn. Là heo mình là chỉ như vậy thôi. Rồi bây giờ để hai con này nó bú no rồi thì mình xử lý con đó xong mình thả ra cho nó bú chung hai con này luôn. Hay sau khi mà ba con này nó bú no thì mình xả chung đàn luôn nha. Rồi một tí nữa mình quay cho các bạn xem mà lúc mình thả chung đàn. Ba con nó đẻ sau cùng mình cho bú, bây giờ nó no nè các bạn. Bây giờ nó đi tìm chỗ giỡn, chỗ ngủ rồi đó. Bây giờ mình sẽ thả chín con còn lại ra để cho nó bú chung nha các bạn. Rồi đàn của mình bây giờ mình đã thả ra xong rồi đó các bạn. Là tổng cộng là 12 con, 13 con mà hao một con là còn 12 con nha. Bây giờ mình sẽ kiểm heo cho các bạn xem nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Đó, hiện tại là heo sống 12 con nha các bạn. Cái con này á, là mình đoán là từ 9 đến 12 thì nó đẻ được 13 con, vậy là cũng mừng rồi nha các bạn. Các bạn thấy kênh của mình hay á thì các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Mình cảm ơn các bạn đã theo dõi cái kênh mình trong thời gian qua nha.